Dạ, kênh Nguyễn kính chào quý bà con và các bạn đến với kênh Lê Nguyễn nha. Hôm nay quay trở lại nhà vườn của Hoàng Thịnh. Hôm nay là ngày mùng 9 Tết nha bà con. Nhà vườn khai trương clip đầu năm. Hy vọng bà con mình hợp nhãn và chúc ủng hộ nhà vườn nha. Cây hoa giấy thì gốc to, hoa đẹp. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu chi tiết với nhà vườn luôn ạ. Dạ, em chào anh Lêm, em chào cô chú anh chị đang xem kênh của anh Lêm ha. Thì đầu năm mới thì em xin kính chúc cô chú anh chị một năm mới thật là an lành ha, phát tài phát lộc và bạn sự như ý ha. Hôm nay là clip đầu năm của nhà vườn em ha, rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị nha. Dạ rồi, đầu tiên thì em xin lên mã số 1 ha. Là một cây kép 4 màu nha cô chú anh chị. Có màu đỏ này ha, màu trắng phớt hồng, màu hồng, bên đây là màu cam nha cô chú anh chị. 4 màu nha. Bộ đế thì dán phu thê nha cô chú anh chị, hai cái góc của nó dính lại với nhau ha. Này nó có hai góc đàng hoàng luôn nha. Và mã số 1 ha, chiều cao là 1m20, tán ngang 80, hoành 22 nha cô chú anh chị. Bộ đế rất là lớn nha. Củ đế em đo hai nồi đế ở đây được là 55 nha cô chú anh chị. Củ đế rất là lớn ha. Rồi mã số 1 em xin giao lưu là 750.000 ha. 750.000 là em bao phí ship tới nhà cho mình luôn nha. Số điện thoại giao lưu của nhà vườn em là 0762966109 ạ. Cũng là số giao lưu luôn ạ. Rồi đến mã số 2. Mã số 2 cũng là một cây kép 4 màu luôn nha cô chú anh chị. Cái này đủ 4 màu ha. Màu cam, màu đỏ, màu vàng, màu trắng phớt hồng nha cô chú anh chị. Bộ đế rất là quái nha. Rồi mã số 2, chiều cao là 1m15, tán ngang 75, hoành là 28 ạ. Hoành rất là lớn nha cô chú anh chị. Cái này là do lúc em khai thác phôi á, em bứng trúng nha cô chú anh chị. Rồi mã số 2 em xin giao lưu là 650.000 ạ. Khi em ship thì em sẽ ship luôn cả chậu cho mình ạ. Mã số 3 là một gốc Mỹ ghép 5 màu nha cô chú anh chị. Cây ghép nhiều màu ha. Ghép pizza nè, tím tiết nè, trắng tiết, cam lửa. Hồng tiết, cột màu hồng tiết nữa. Trước mắt là 4 màu nha cô chú anh chị. Rồi mã số 3 em chiều cao là 65, tán ngang là 52 ạ. Hoành là 28 nha cô chú anh chị. Mã số 3 em xin giao lưu là 480.000 ha. Gốc rất là quái ha. Rồi mã số 4 cũng là một cây ghép nhiều màu luôn ạ. Hồng tiết, cam lửa, tím tiết, trắng tiết, led pizza. Cây này 5 màu nha cô chú anh chị. Rồi mã số 4, chiều cao là 45, tán ngang 45, hoành 18 ạ. Cây này dáng bonsai luôn. Cây dáng bonsai nha cô chú anh chị. Sổ đế của nó là 30 nha. Củ rất là quái ha. Rồi mã số 4 em xin giao lưu là 350.000 ạ. Mã số 5 là một ghép pizza em đã vô dây rồi nha cô chú anh chị. Một cây mini bonsai để bàn ha. Rất là đẹp luôn. Rồi mã số 5, chiều cao là 65, tán ngang 45, hoành 19 ạ. Cái này thì lúc mà em chở cây về thì nó bị chày nha cô chú anh chị. Rồi mã số 5 em xin giao lưu là 350.000 ạ. Rồi mã số 6 là một cây đa bao quanh da. Cái này thì đang lên bông rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cái bông của nó đổi màu rất là đẹp ha. Mã số 6 ha, chiều cao 75, tán ngang 55, hoành 19 ạ. Đế sạch nha cô chú anh chị. Đế rất là quái luôn, đế uống lượng nha. Rồi mã số 6 em xin giao lưu là 350.000 luôn ạ. Em bao phí ship tới nhà cho mình luôn ạ. Rồi mã số 7 là một cây ghép pizza luôn ạ. Em vô dây rồi nha cô chú anh chị. Mã số 7 ha, chiều cao là 45, tán ngang 40, hoành 22 ạ. Củ đế rất là quái nha cô chú anh chị. Củ đế sạch ha. Rồi mã số 7 em xin giao lưu là 400.000 ạ. Mã số 8 cũng là một cây ghép pizza luôn nha cô chú anh chị. Cây này thì nó đang lên búp ha.
Đây nó lên lên búp mà nó chưa có gõ màu nha cô chú anh chị. Này ha. Mã số 8, chiều cao là 35. Tán ngang 30, hoành 18 ạ. Cây lùng lực bonsai. Cây lùng lực luôn nha cô chú anh chị. Cái này mình để bàn hoặc là để ban công thì rất là đẹp ha. Rồi mã số 8 em xin giao lưu là 300 ngàn ạ. Rồi mã số 9 là một cây bonsai 3 màu tiết ạ. Trắng tiết nè cô chú anh chị. Hồng tiết ha, bên đây là tím tiết ạ. Nó đang lên nụ búp hết rồi. Rồi mã số 9, chiều cao 45, tán ngang 50, hoành 21 ạ. Một cây mini bonsai ha. Em đã vô dây rất là đẹp luôn. Rồi mã số 9 em xin giao lưu là 400 ngàn ạ. Dạ, mã số 10 là một cây táo vàng, còn gọi là yellow apple á nha cô chú anh chị. Cây này đang lên cây búp ha. Rất là đẹp luôn. Mã số 10, chiều cao là 65, tán ngang 55, hoành là 26 ạ. À. Cái này thì do lúc em khai thác phôi em bứng trúng luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 10 em xin giao lưu là 400 ngàn luôn ha. Rồi mã số 11 cũng là một cây táo vàng luôn ạ. Cây này cũng đang lên búp luôn nha cô chú anh chị. Cây dáng lùng lực bonsai. Cây lùng lực ạ. Rồi mã số 11 có chiều cao là 50, tán ngang 40, hoành là 21 ạ. Dạ mã số 11 em xin giao lưu là 450 ngàn ạ. Trên đọt của nó cũng đang ra nụ rất là nhiều. Dạ mã số 12 ạ. Một cây golden sunshine ạ. Cây thì đang cho hoa rất là nhiều nha cô chú anh chị. Loại hoa đổi màu giống mới. Loại rất hoa là đẹp đổi luôn. Màu giống mới ha. Mã số 12 ha. Chiều cao 1m, tán ngang 1m1, hoành 16 ạ. Một rễ lắc lượng luôn nha cô chú anh chị. Mã số 12 em xin giao lưu là 400 ngàn ha. Để em nghiêng xuống cho mình xem cái phom tàn ha. Rất là lớn luôn. Cây đang lên cơi bông rất là nhiều. Nhìn tổng thể trên cái cây nó nhiều màu hoa luôn. Rất là nhiều màu hoa nha cô chú anh chị. Đổi mua màu. Một cây mình chơi được rất là nhiều màu ha. Rồi, mã số 13. Rồi, cây kim cương đỏ. Cây đang nụ. Cây đang lên nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Mã số 13, chiều cao 95, tán ngang 80, hoành 17 ha. Củ đế rất là quái ha cô chú anh chị. Mã số 13 em xin giao lưu là 380 ngàn ha. Là em bao phí ship tới nhà cho mình luôn nha. Số điện thoại giao lưu của nhà vườn em là 0762966109 ạ. Cũng là số Zalo luôn ạ. Và mã số 14 cũng là cây kim cương đỏ luôn ạ. Cây cũng đang lên búp luôn nha cô chú anh chị. Mã số 14, chiều cao 90, tán ngang 1m, hoành 21 ạ. Củ đế rất là quái ha cô chú anh chị. Củ đế già luôn rồi ha. Nó đã lên già luôn rồi. Rồi mã số 14 em cũng xin giao lưu là 380 ngàn ạ. Rồi mã số 15 là một cây violet ạ. Giống mới luôn nha cô chú anh chị. Cây violet này nó cũng rất là sai bông ha. Nó ra bông theo mỗi cái nách lá nha cô chú anh chị. Mã số 15, chiều cao 1m05, tán ngang 1m05, hoành 12 luôn ạ. Đế sổ đế nha cô chú anh chị. Rồi mã số 15 em xin giao lưu là 300 ngàn ạ. Cho một cây violet ạ. Rồi mã số 16 cũng là một cây violet luôn ạ. Chiều cao 80, tán ngang 1m, hoành 14 ạ. Để em nghiêng xuống cho mình xem cái phong tặng ha. Đây cây đang lên cơi búp nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Rồi mã số 16 em xin giao lưu là 300 ngàn ạ. Dạ mã số 17 là một cây Sakura Blycan ạ. Cây này thì bông của nó rất là sai nha cô chú anh chị. Rất là siêu bông ha.
cái bông của nó già rồi là mình lặt nó mới rụng nha cô chú anh chị. Rồi mã số 17 ha, chiều cao 55, tán ngang 40, hoành 19 ạ. Có thế bonsai nha cô chú anh chị. Rồi mã số 17 nha, em xin giao lưu là 250.000 ạ. Mã số 18 ạ, là một cây hồng tiết ạ. Cây hồng tiết đang lên full bông nha cô chú anh chị. Chiều cao là 65, tán ngang 85, hoành 19 ạ. Dáng bài nha cô chú anh chị, dáng bài ha. Rất là đẹp luôn. Rồi mã số 18 em xin giao lưu là 300.000 ạ. Mã số 19 ạ, là một cây tím tiết siêu bông ạ. Cây này cũng đang lên bông rất là nhiều nha cô chú anh chị. Chiều cao 70, tán ngang 60, hoành 12 ạ. Một rễ ha cô chú anh chị. Rồi mã số 19 em xin giao lưu là 200.000. Mã số 20 ạ, cũng là một cây tím tiết luôn ạ. Cây tím tiết đang full bông ha, chiều cao 70, tán ngang 70, hoành 20 ạ. Cây này nó hụt phân rồi, vậy bà con mình thay vô cái chậu kiểu nữa ha. Đồn cái đế lên là rất là đẹp, đế này đẹp nè ha. Đế rất là quái ha. Rồi mã số 20 em cũng xin giao lưu là 200.000, 250.000 ạ. Dạ mã số 21 ạ, một cây đỏ đuôi cáo ạ. Cây này đang lên bông nha cô chú anh chị. Cái này thì em mới cười nó đang lên nụ ha. Chiều cao là 65, tán ngang 50, hoành 16 ạ. Quái nha. Rồi mã số 21 em xin giao lưu là 280.000 ạ. Mã số 22 là một cây ghép 4 màu ạ. Adana. Cái này hồng thái nha cô chú anh chị. Cành vàng lá ngọc ha. Còn một màu nữa. Đây là Himalayan nha cô chú anh chị. Cành vàng lá ngọc bông đỏ ha. 4 màu ha. Chiều cao là 1m05, tán ngang 95, hoành là 21 ạ. Củ đế sạch nha cô chú anh chị. Rồi mã số 22 em xin giao lưu là 350.000 ạ. Mã số 23 là một cây rượu vang. Cây rượu vang đang lên bông hết cô chú anh chị. Chiều cao 90, tán ngang 95, hoành 16 ạ. Dòng này nó xiên bông lắm. Dòng này rất là siêu bông nha cô chú anh chị. Lên bông nói chuyện với nhau ha. Rồi mã số 23 em xin giao lưu là 300.000. Toàn cái này rất là mịn nè. Rồi mã số 24 là một cây cẩm thạch hai màu ạ. Cẩm thạch trắng và cẩm thạch hồng nha cô chú anh chị. Nó ra tược cái nó ra bông ha. Rất là nhìn sai luôn. Rồi mã số 24, chiều cao 70, tán ngang 60, hoành 21 ạ. Mã số 24 em xin giao lưu là 280.000 ạ. Mã số 25 là một cây cẩm thạch đỏ lửa ạ. Cũng giống mới luôn nha cô chú anh chị. Rất là siêu bông ha. Chiều cao 55, tán ngang 35, hoành 14 ạ. Cái màu hoa đỏ lửa nó rất là nổi ha cô chú anh chị. Rồi mã số 25 em xin giao lưu là 200.000 ạ. Rồi mã số 26 cũng là một cây cẩm thạch đỏ lửa luôn ạ. Cái bông màu đỏ mà cái lá màu trắng cẩm thạch rất là đẹp nha cô chú anh chị. Mã số 26, chiều cao 55, tán ngang 40, hoành 12 ạ. Dạ mã số 26 em cũng xin giao lưu là 200.000 ạ. Mã số 26 cũng là mã số cuối clip của nhà vườn em hôm nay luôn ạ. Dạ thì clip đầu năm của em rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị trong clip này ha. Dạ em xin cảm ơn. Rồi, anh chào nhà vườn Hoàng Thịnh nha. Mến chào bà con, hẹn gặp lại bà con mình ở những clip tiếp theo ạ.